Kính chào quý vị khán giả của kênh The Post. Bản tin thế giới 24 giờ cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 14 tháng 4 năm 2024 sẽ có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bản tin hôm nay với một chiến công đặc biệt của lực lượng vũ trang Ukraine theo đó, trong 24 giờ qua, các chiến sĩ của Trung tâm tác chiến đặc biệt phía Tây, Trung đoàn đặc nhiệm số 8, đã thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ, tiêu diệt 6 xe thiết giáp và 25 lính bộ binh Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái FPV. Vụ tấn công này đã được Bộ Tư lệnh Lực lượng tác chiến đặc biệt công bố. Các binh sĩ của lực lượng tác chiến đặc biệt đã tiến hành làm hư hại và vô hiệu hóa hai xe tăng, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Sasevyok và ba xe chiến đấu bọc thép. Đồng thời, máy bay không người lái FPV đã giết chết 13 người và làm bị thương 12 lính bộ binh Nga. Đó là một ngày đầy thách thức nhưng cũng là một ngày làm việc hiệu quả, người điều hành của Trung đoàn đặc nhiệm số 8 chia sẻ. Tôi không thể rời khỏi bản điều khiển quá vài phút. Military trước đó đã đưa tin rằng nhóm người điều khiển máy bay không người lái FPV của Lữ đoàn Phòng thủ số 109 đã làm hư hại 6 xe bọc thép và gây thiệt hại cho nhân sự của quân đội Nga. Cụ thể, máy bay không người lái đã tấn công hai xe tải Uran, một xe tăng, pháo tự hành ms xe bọc thép tương tự K-53949 Typhoon Ahmad và xe bọc thép bánh xích BTR-50. Ngoài ra, các phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga và lính bộ binh Nga tại vị trí của họ cũng đã bị trúng đạn. Military cũng đã đưa tin về việc các chiến sĩ của lữ đoàn cơ giới số 14 Hoàng tử Roman đã phá hủy hỏa tiễn 9A310M12 Tala của hệ thống Sambuk M12 của Nga với sự trợ giúp của máy bay không người lái FPV mạnh mẽ của Ukraine. Quân đội Nga đã triển khai một bệ phóng với hai hỏa tiễn phòng không màu xanh lá cây giữa các tán cây trong khu rừng. Trước đó, quân đội Ukraine cũng đã phá hủy hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Sansevier ở khu vực Donetsk bằng máy bay không người lái FPV. Vào ngày 6 tháng 3, các binh sĩ của lữ đoàn xung kích số 3 cũng đã phá hủy một khẩu đội pháo binh của địch trong khu vực Ajivka. Ở một diễn biến khác, đại sứ Nga cảnh báo Mỹ đang làm trầm trọng thêm cuộc chiến Ukraine bằng cách tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kyiv. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 13 tháng 3 cho biết, tuyên bố của quan chức Mỹ về việc cần phải đổ thêm tiền vào Ukraine nhằm giúp nước này tấn công bán đảo Crimea báo hiệu sự tham gia trực tiếp của Washington vào cuộc xung đột. Cảnh báo của ông Antonov được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns. Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện ngày 11 tháng 3, ông bên cho biết các khoản tiền bổ sung sẽ cho phép Ukraine tiến hành thêm các cuộc tấn công thâm nhập sâu vào Crimea, tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạm đội biển đen của Nga và cuối cùng giành lại thế chủ động tấn công. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên biển đen. Crimea sắp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Tình hình đã đến mức mà một số quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng chúng ta cần giúp Ukraine tấn công sâu vào Crimea. Nói cách khác, sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột đã được chính thức xác nhận, ông Antonov nói. Nhà ngoại giao Nga tiếp tục cảnh báo rằng sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine vào cuộc xung đột là một tiến trình nguy hiểm, gây ra nhiều hậu quả khó lường nhất, không chỉ đối với an ninh của Mỹ mà còn đối với cả thế giới. Lời kêu gọi của giám đốc CIA được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phê duyệt gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la cho Ukraine, bất chấp việc chính quyền Ukraine liên tục phàn nàn về việc thiếu đạn dược ở tiền tuyến trong khi nguồn tài trợ đó đang bị đình trệ tại Quốc hội. Tòa Bạch Úc tuần này đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 300 triệu đô la cho Kyiv, khoản viện trợ đầu tiên trong năm nay. Theo đại sứ Antonov, với gói viện trợ mới này, chính quyền Mỹ đã xác nhận tính nhất quán của đường lối nguy hiểm là kéo dài cuộc chiến quân sự ở Ukraine. Mỹ không muốn hiểu một sự thật đơn giản rằng không có loại vũ khí nào của Mỹ có thể ngăn chặn được chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Việc sử dụng các loại vũ khí sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng thương vong trong số dân thường ở quốc gia hậu Xô Viết này, ông Antonov nói thêm. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt giao tranh và khẳng định rằng bằng cách tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Kyiv, phương Tây đang loại bỏ khả năng đạt được đột phá ngoại giao. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh NATO cho rằng cơ sở duy nhất có thể chấp nhận được cho cuộc đàm phán hòa bình là công thức do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong đó yêu cầu trả lại tất cả các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine, quân đội Nga rút quân vô điều kiện. Moscow đã từ chối đàm phán theo những điều kiện này. Bên cạnh đó, sau sự do dự ban đầu, Bộ Quốc phòng Mỹ đã sẵn sàng cung cấp cho Ukraine hệ thống ATACMS có tầm bắn xa hơn, lên tới 290 km, của Street Journal đưa tin. Wall Street Journal ngày 13 tháng 3 dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin, kỹ từ trước vẫn thúc giục ngũ giác đài cung cấp hỏa tiễn ms tầm xa có tầm bắn hơn 290 km và có thể tăng cường khả năng của Ukraine tấn công lực lượng Nga ở Crimea. Quan chức ngũ giác đài trước đây vẫn kiên quyết cho rằng quân đội Mỹ cần giữ lại toàn bộ số ATAC-MS tầm xa để đáp ứng các yêu cầu của quân đội mình, Wall Street Journal viết. Tuy nhiên, ngũ giác đài hiện đã sẵn sàng cung cấp Atrac MS tầm xa hơn vì những tiến triển trong việc mua hệ thống thay thế có tên là hỏa tiễn tấn công chính xác. Dù vậy, quan chức Mỹ không tiết lộ liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có chấp thuận động thái này hay không. Politico trước đó đã viết rằng Washington có thể bí mật gửi hỏa tiễn Atrac MS tới Ukraine như cách từng làm vào mùa hè năm ngoái với loại hỏa tiễn APAM, phiên bản cũ hơn của Atrac MS tầm xa. Ngày 12 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Úc Jack Sullivan đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine, trong đó bao gồm đạn pháo và hỏa tiễn. Tuy nhiên, ông Sullivan nói rằng không có thông tin thêm về Atacms. MS. Trong khi đó, Washington Post trích dẫn các nguồn tin ẩn danh nói rằng gói viện trợ mới do Tòa Bạch ốc công bố sẽ bao gồm loại đạn chùm tầm trung cho hệ thống Attack MS. Tuy nhiên, quan chức Mỹ không tiết lộ liệu họ có gửi đạn dược Attack MS tầm xa hay không. Thưa quý vị, Ukraine đang lên kế hoạch huy động 500.000 tân binh để giải ngũ các quân nhân đã ở tiền tuyến lâu năm. Tờ Financial Times đã đưa tin về điều này với sự tham khảo của Bộ Quốc phòng Ukraine. Ấn phẩm lưu ý rằng, hầu hết quân nhân, những người đã ở tiền tuyến mà không luân chuyển và hầu như không có kỳ nghỉ nào kể từ năm 2022 hiện đã rất kiệt sức. Việc ở lại tiền tuyến quá lâu như vậy đã làm suy yếu tinh thần và động lực của nhiều người lính. Elia, một người lính thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine, cho biết, hai năm không nghỉ, không luân chuyển, tất nhiên tinh thần xuống thấp và mất hết động lực. Ông lưu ý rằng, kể từ năm 2022, ông chỉ được nghỉ phép 25 ngày và trở lại tiền tuyến một lần nữa. Ông nói thêm, chúng tôi cần luân chuyển hoặc một kỳ nghỉ thường xuyên để được nghỉ ngơi. Luật huy động mới nhằm mục đích cập nhật khuôn khổ pháp lý của đất nước trước làn sóng nhập ngũ dự kiến trong năm nay. Trong đó có tới 500.000 công dân có thể bị gọi nhập ngũ. Ở Financial Times lưu ý rằng, Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch điều động ít nhất số lượng tối thiểu 330.000 công dân để thay thế binh sĩ ở tiền tuyến. Số tân binh còn lại sẽ thay thế tổn thất và trang trải các nhu cầu quân sự khác tùy theo tình hình trên chiến trường. Dữ liệu do Ủy ban Kinh tế của Nghị viện công bố chỉ ra rằng, trong số 11,1 triệu nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 25 đến 60, chỉ có khoảng 3,7 triệu người đủ điều kiện được huy động. Militani trước đó đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh về việc giải ngũ lính nghĩa vụ về lực lượng dự bị. Theo sắc lệnh ngày 7 tháng 3, quân nhân hết hạn nghĩa vụ quân sự trong thời gian thiết quân luật và được gia hạn quá thời hạn bình thường sẽ được xuất ngũ vào tháng 4 đến tháng 5 năm 2024. Ở một diễn biến khác, Áo thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng liên quan cuộc chiến ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Áo ngày 13 tháng 3 tuyên bố hai nhà ngoại giao Nga là người không được chào đón vì có hành động không phù hợp với vị trí của họ, song không cung cấp thêm chi tiết. Hai nhà ngoại giao Nga có thời hạn đến ngày 19 tháng 3 để rời khỏi Áo. Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định này là vô căn cứ. Đại sứ quán Nga tại Vienna bày tỏ tức giận trước động thái hoàn toàn mang tính chính trị của Áo. Cũng như những lần trục xuất trước, lần này chúng tôi không được cung cấp bằng chứng dù là nhỏ nhất, chưa nói đến bằng chứng về bất kỳ hành vi nào vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Chắc chắn Moscow sẽ phản ứng quyết liệt. Đại sứ quán Nga tại Áo đăng trên Telegram, đồng thời cáo buộc Vienna khiến quan hệ song phương tiếp tục đi xuống. Vienna là trung tâm ngoại giao lớn, nơi có tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, OSCE và các tổ chức của Liên Hợp Quốc như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Những nước lớn như Nga, Mỹ thường có đại sứ riêng tại Áo, OSCE và các tổ chức thuộc Liên hợp quốc. Áo, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, duy trì quan điểm trung lập, vốn có mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Đất nước 9 triệu dân có truyền thống coi mình là đầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Trước khi chiến sự Ukraine bùng phát, Áo hiếm khi trục xuất ngoại giao. Áo chỉ từng trục xuất một nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp vào tháng 4 năm 2020. Sau khi Nga đưa quân sang Ukraine, áo trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga vào tháng 4 năm 2022 trong phản ứng phối hợp với EU liên quan cáo buộc quân đội Nga sát hại dân thường ở vùng ngoại ô Bucha của Kyiv. Nga bác bỏ cho rằng sự việc ở Bucha là hình ảnh dàn dựng để tạo cớ cho loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Moscow. Áo tiếp tục trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga vào tháng 2 năm 2023, trong đó có hai người được Liên hợp quốc công nhận ở Vienna. Nga đáp trả bằng cách trục xuất bốn nhà ngoại giao ảo. Nước Nga đang bị cả thế giới xa lánh quả không sai thưa quý vị. Mới đây, Phần Lan yêu cầu các ô tô mang biển số Nga phải rời khỏi lãnh thổ Phần Lan chậm nhất vào ngày 15 tháng 3, nếu không sẽ bị bắt giữ. Hải quan Phần Lan ngày 12 tháng 3 cho biết, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3, tài xế các ô tô mang biển số Nga phải chứng minh được quyền sử dụng phương tiện đó tại Phần Lan khi gặp cảnh sát. Trừ những diện ngoại lệ, tất cả ô tô mang biển số Nga sẽ bị giữ và bị trục xuất khỏi lãnh thổ Phần Lan. Chủ sở hữu sẽ phải đóng các loại thuế. Đây là một trong các biện pháp được Bộ Ngoại giao Phần Lan đề cập từ tháng 9 năm ngoái nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với Moscow liên quan tới chiến sự của Nga ở Ukraine. Chỉ những phương tiện thuộc sở hữu của sinh viên toàn thời gian và những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn hợp lệ mới có thể tạm thời ở Phần Lan những chiếc xe như vậy phải được đưa vào nước hợp pháp trước khi lệnh cấm nhập khẩu có hiệu lực một ngoại lệ cũng đã được áp dụng đối với ô tô sản xuất ở phần lan theo quy định trừng phạt của eu chẳng hạn như ô tô thuộc sở hữu của công dân liên minh thường trú ở nga hải quân phần lan không công bố số liệu có bao nhiêu ô tô mang biển kiểm soát nga đang ở nước này năm quốc gia eu giáp nga gồm ba lan phần lan estonia latvia và litva đã cấm ô tô mang biển số nga nhập cảnh vì việc nhập cảnh này đang bị EU coi là hàng nhập khẩu đã bị Bruxelles cấm kể từ năm 2022. Ô tô đăng ký ở Nga cũng bị cấm ở Bulgaria, Đức và Na Uy. Moscow đã chỉ trích lệnh cấm là hoàn toàn vô lý và cho rằng các hạn chế của Bruxelles đang thúc đẩy các nước EU phân biệt đối xử với người Nga. Một vụ phóng hỏa tiễn do công ty tư nhân Nhật Bản Space One thực hiện đã kết thúc bằng một vụ nổ ngay sau lần phóng đầu tiên. Space One, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Tokyo, đang tìm cách trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Ngày 13 tháng 3, Space One đã tiến hành vụ phóng Kairos, hỏa tiễn nhiên liệu rắn dài 18 mét, mang theo một vệ tinh tình báo thử nghiệm. Theo Japan Times, hỏa tiễn đã phát nổ giữa không trung 5 giây sau khi phóng, với các mảnh vỡ rơi xuống khu vực miền núi gần đó và rơi xuống biển Tin tức về sự kiện được phát trên truyền hình địa phương cho thấy các mảnh vỡ của hỏa tiễn nằm trên mặt đất khi lực lượng cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy lớn. Theo chính quyền địa phương, ngọn lửa đã được dập tắt và không ai trên mặt đất bị thương. Space One giải thích rằng quá trình phóng được tự động hóa cao và hỏa tiễn được lập trình để tự hủy nếu phát hiện lỗi trong đường bay, tốc độ hoặc hệ thống điều khiển có thể gây ra vụ tai nạn gây nguy hiểm cho người trên mặt đất. Hỏa tiễn đã kết thúc hành trình bay sau khi nhận thấy việc hoàn thành sứ mệnh của nó sẽ khó khăn, Chủ tịch Speiwan Masakazu Toyoda cho biết. Công ty không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ và cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra. one được thành lập vào năm 2018 bởi một tập đoàn gồm các công ty Nhật Bản. Tháng trước, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản đã phóng thành công hỏa tiễn hàng đầu mới H-3 sau nhiều năm trì hoãn và hai lần thử thất bại trước đó khiến nhiều người nghi ngờ về tham vọng không gian của Tokyo. Tháng 7 năm ngoái, động cơ hỏa tiễn Epsilon S của Nhật Bản đã phát nổ chỉ khoảng 50 giây sau khi bắt đầu cuộc thử nghiệm. Đây là phiên bản hiện đại hóa của hỏa tiễn Epsilon đã không được phóng vào tháng 10 năm 2022. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và quý vị cũng hãy nhớ bấm vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có bản tin mới. Molifan xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.